Dạ, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo. Và chụp hình của quý vị các bạn, đây là những hình ảnh của đường ray xe lửa nè, ngay vị trí của ga gần ga Nha Trang quý vị. Ngay chỗ này bên tay phải là bên tay trái là hướng đi vào ga, còn bên tay phải là hướng đi ra ga. Đây, chỗ này là con đường Lê Hồng Phong, khu vực này là vào thời điểm mà tàu mà đi qua là hay bị kẹt xe lắm đó vậy. Đoạn này bên tay phải vì lúc trước là cái đài phát thanh. Chúng hình quý vị là những hình ảnh của con đường Lê Hồng Phong, con đường tỉnh lộ 4 lúc trước, và trước thời điểm đó nữa nó là đường Lữ Gia. Đoạn này là gần với khu máy nước cũng như là khu thống quốc thống đó vậy. Giờ em mời quý vị các bạn đi vòng lại qua con đường số 1 nha, khu khóm khu máy nước, và sẽ đi qua khu depo. Đường Lê Hồng Phong này là chuyên buôn bán sơn, đồ nội thất, đồ vật liệu xây dựng nữa, gạch các loại. Ai ngay chỗ này gọi là con đường số 1A. Con đường đi vào khu vực khu máy nước. Em sẽ di chuyển qua con đường này rồi sẽ đi qua bên đường ray xe lửa, khu đề đô cũng như là khu vườn dương. Con đường này đường bê tông cũng rộng vậy, có hệ thống thoát nước rồi. Ở khu vực này yên tĩnh lắm. Ở đây gọi là khóm bốc nước, khóm máy nước này là đường số 1. Còn con đường số 2 gọi là khóm bốc túng. Giờ nó cũng đổi thành một cái tên đường mới rồi. Ôi, giờ này chim nó kêu ríu rít. Wow. Quá trời nhè luôn chim luôn. Yên tĩnh. Khu vực này đa số là nhà dân ở không các bạn? Đường này chỉ ở thôi chứ không có kinh doanh buôn bán gì. Ở đây là cái đường ray xe lửa đi ngang qua. Những căn nhà ở khu vực này là sát với đường ray xe lửa luôn. Sống này biết nó cũng quen vậy. Và thường khi mà tàu lửa đi qua đây là cũng rất là chậm, không có chạy nhanh.
có nhiều cái con đường băng ngang qua đường ray nè. Đường đá này dòng tưng tưng luôn, chạy dọc khu vực đường ray xe lửa, khu depo, khu vườn dương như xưa. Dọc trên đường ray này là hai bên là nhà dân ở sát đường ray luôn. Này có cái ngõ qua nè, wow. Đoạn máy bên kia cũng có đường ray cũng chạy ngang qua. À, đi qua đây là con đường này gọi là con đường sâu ga nè mày. Đường này thì nó hẹp hơn. Cái hẻm của đường sâu ga. Wow, qua đây cái hẻm nhỏ xíu xíu à. Đó, ra này có cái đường ray cũ nè. Còn khu vực này giờ có mấy cái quán nước, con bún phở buổi sáng nè các vị. Ăn sáng nó mát mẻ luôn. Trời ơi, mấy cái chày trứng cá nó che bóng hết. Hai khu vực đây là những cái đường ray cũ và cũng là cái khu tập thể nè. Chỗ này là cái khu tập thể to xe lửa nè. Đó. Có cái bồn nước lúc trước luôn rồi, hồi xưa luôn nè. Chỗ này có cây bàn mát. Khu vực đây là thuộc vào tổ dân phố văn hóa 123 Vườn Dương. Thì lúc trước em cũng nghe các cô chú nói là khu vực này lúc xưa là những cái vườn dương á rậm rạp lắm, um tùm, đi qua đây sợ lắm lắm. Bây giờ nó thành khu dân cư khá là đẹp. Đây, chỗ này có một cái nhà hàng. Cái nhà hàng mà bây giờ hình như là cũng đóng cửa luôn rồi. Nhà hàng ở đây hầu như là chắc cũng không có kinh doanh gì được đâu quý vị, bỏ không. Trước nó là quán dê sao, mấy cái mặt bằng đó thì cái thời điểm mà trước dịch Covid 19 nó còn khách Trung Quốc rồi nhiều thì còn buôn quán rồi được, còn thời điểm này là hết kinh doanh được rồi. Và em đi qua con đường này là thuộc con đường này gọi là con đường depo nữa mình. Nhà dân cư ở sát nhau hết rồi. Ở đây có những cái dãy nhà trọ họ xây cao tầng. Có đoạn vỉa hè này nè, vào buổi chiều á cũng có mấy cái quán nước rồi các món ăn vặt, đồ nướng rồi. Chỗ này là một cái tạm trắng đường ray. Ở khi mà xe lửa đi ngang qua đây là nó chậm lắm vậy, đi chậm cực kỳ. Ra đây là giao với con đường Nguyễn Trãi đó. Đường Nguyễn Trãi đó, lúc trước đó là con đường. Trước đó là con đường Phước Hải vậy. Và em đi qua đây là thuộc con đường Huỳnh Thúc Kháng. Huỳnh Thúc Kháng là một trong những con đường ăn uống rồi cũng nhộn nhịp lắm.
chỗ này có xôi nè, rồi bún cá, rồi bánh bèo, bánh hỏi của bé Tư ngay góc Hoa Lư với Hình Kháng nè. Bên cạnh đó thì cũng có những cái shop quần áo, có sữa bắp, đậu nành, nem nướng, nem phần, bánh ngọt, rồi chè, bánh nậm, rồi quá trời đây, bún bò, phở bò. Đây, chỗ này có bò né này, rồi cung gà này. Ăn uống con đường khá nhiều lắm, quá trời quán luôn. Đây, chỗ này là quán bánh cuốn nóng, rồi bún thịt nướng, bánh đập, bán vào buổi sáng với buổi chiều rồi. Tự này lúc trước nó là con đường Nguyễn Hoàng. Di chuyển thẳng phía trước kia màn hình quý vị, đó là những hình ảnh của một xe ngã bảy. Ở chỗ này là có một quán phở gọi là quán phở Hạnh Phúc. Phở này cũng du khách ăn đông lắm. Chỗ này là có trà Phúc Long cũng như là cà phê. Cái này đón festival cho nên là khách du lịch đi xe ô tô tới Nha Trang nhiều, cái lượng ô tô tăng đột biến. Vị trí này là ngã ba của đường Lê Quý Đôn với con đường Tô Hiến Thành. Bên kia là ngôi trường tiểu học Phan Long Một. Chiều nay nếu như mà quý vị các bạn mà đi xem festival, muốn gửi xe để tham quan festival thì có thể gửi ở khu vực này. Đây là cũng là một cái điểm mà bên tỉnh ủy ban yêu cầu là sẽ nơi mà giữ xe trường tiểu học Phan Long Một cũng như là trường trung học cơ sở Thái Nguyên luôn. Là những cái điểm giữ xe để phục vụ cho festival này. Wow, đoạn này của con đường Tô Hiến Thành rất là mát luôn. Và cái đoạn này là tòa nhà Hút Building che mắt rượi luôn. Trước màn hình của cô chú và bạn đó là những hình ảnh của con đường Tô Hiến Thành. Di chuyển thẳng theo con đường Tô Hiến Thành, đoạn này là sẽ ra giao lại những Nguyễn Thị Minh Khai. Đi ngược lại vì sẽ ra lại vòng xoay của ngã 7. Có một cái quán cà phê trung niên Legend, cà phê của ông Đoàn Lê Nguyên Vũ. Ở bên tay trái vì là khách sạn Limo, hotel Limo 33A Tô Hiến Thành, tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao, và cũng có rất là nhiều du khách đang nghỉ dưỡng ở đó.
góc này là đường Bạch Đằng với con đường Tô Hiến Thành. Ở chỗ này cũng có một cái tiệm bánh mì Biết Nói này, ngay góc. Trước mình về là ngã ba đường Hàm Nghi với con đường Tô Hiến Thành. Con đường Hàm Nghi lúc trước là con đường Nguyễn Thị Minh Khai vậy. Bây giờ lúc trước là đường Hàm Nghi. Ở ngay chỗ này là khách sạn Regalia Golf Hotel nè. Tiêu chuẩn 5 sao. Rồi bên cạnh nó là cái Vết Gâu Hotel cũng tiêu chuẩn 5 sao luôn. Phố dịp mùa hè cũng như là lễ là rất là đông xe ô tô, cho nên là mấy cái tuyến đường trung tâm này là nó quá tải và dễ bị kẹt xe và ùn tắc giao thông. Góc này là Nguyễn Thiện Thục với Nguyễn Thiện Khai. Đó, đoạn này của Nguyễn Thiện Khai là các cái tiệm trái cây, rồi mấy cái quán hải sản cơm niêu, mọc lên nhiều lắm. Và ngay chỗ này là cái hẻm số 17 Nguyễn Thị Minh Khai, rất là nhiều những cái khách sạn ở trong này. Và những khách sạn ở đây là những khách sạn tầm cỡ 2 sao 3 sao rồi, giá cả phù hợp mà cũng gần trung tâm nữa, cho nên được nhiều người lựa chọn lắm. Góc này là đường Hùng Vương. Hùng Vương với giao với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Con đường Hùng Vương là đường một chiều, cũng là con đường được mệnh danh khu phố Tây. Và ngay vị trí này là bên tay trái là cái tòa nhà Panorama nằm phía sau của hội trường, rất đẹp. Vị trí view toàn cảnh của quảng trường 2 tháng 4 luôn. Đang có lễ hội dù bay bằng động cơ. Chúng mình vậy là sân khấu của chuẩn bị lễ festival. Tối nay thì lễ festival sẽ khai mạc và hứa hẹn một đêm sôi động và nhộn nhịp. Chạy dọc đoạn này là những cái gian hàng và trưng bày sản phẩm vậy. Như chỗ này có mua có Mê Trang này, hãng cà phê Mê Trang. Thì trong đêm khai mạc thì đoạn đường Trần Phú đoạn này vậy sẽ bị chặn hết luôn á. Nó sẽ chặn từ ngay vị trí của con đường biệt thự lên tới con đường Nguyễn Chánh. Đoạn đường biệt thự đến đoạn đường Nguyễn Chánh là của đoạn Trần Phú này là sẽ bị chặn lại hết, không có cho xe lưu thông vào. Vực này là gần Bình Thanh Center cũng như là cái City đi ngay góc ngã ba của đường biệt thự với con đường Trần Phú rồi. Đó, chào lễ hội du lượng. Du lượng bằng động cơ. Chỗ này là check-in cùng Catalco Khánh Hòa.
là cái Star City Hotel này. Đối diện với Star City Hotel là cái Selling Club, ngay góc đường Đồng Văn Khải với Trần Phú, là cái con hotel của Vinpearl, đồng thời cũng là trung tâm Vincom Raja trên đường đường Trần Phú. Ở đây là chiếc xe taxi xanh này quý vị, xe taxi xanh của ông Phạm Nhật Vượng nè, của Vingroup nè, xe điện taxi xanh của VinFast. Quý vị nào muốn đi xe taxi xanh của VinFast thì có thể đặt số tổng đài 1900 2088 nha quý vị, VFE 34. Đây là một cái hãng taxi xanh của VinFast. Hiện tại hãng taxi xanh nó đang giảm giá khuyến mãi vậy. Tất cả đều là xe điện của tập đoàn Vingroup, của hãng xe VinFast. Họ cũng mới khai trương bữa ngày 1 tháng 6 sao. Có khách du lịch nhộn nhịp nè, đi dạo đường phố mặc dù trời rất là nóng. Góc này là đường Tề Tĩnh, gần với khu công viên Tề Tĩnh luôn. Chúng hình quý vị, đây là những ảnh của gọi là hẻm 86 Trần Phú này quý vị. Con đường này gọi là hẻm cho cả chợ, nó rộng tới 6 làng, mỗi bên 3 làng. Con đường rất đẹp luôn nha. Đi thẳng hướng này là sẽ vào phi trường cũ khi xưa. Bây giờ là nó thành khu đô thị sân bay nè. Một khu đô thị rất là đẹp, một khu đô thị quá sang trọng. Nằm gần hay view gần biển rồi gần trung tâm, ít có cái khu đô thị nào mà khu đô thị sân bay cả. Chỗ này cũng đang có một cái công trình đang xây dựng, bên tay trái vậy là cái Winter Central tiêu chuẩn 5 sao. Nó có cả karaoke, massage, rồi cũng như là nhà hàng tiệc cưới, khách sạn. Bên chỗ này để bên tay phải, quý vị có thể đi qua con đường Nguyễn Thiện Thuật. Chứng hình của cô chú chị bạn, đây là những hình ảnh của khu đô thị sân bay, là phi trường cũ ngày xưa nè, bây giờ nó thành khu đô thị, đã phân lô hết rồi, phân lô hết rồi, nhưng mà phân lô là làm đường, làm điện, trồng cây hết rồi, nhưng mà chưa có nhà thôi. Chỗ này là cái kho bạc nằm ngay vị trí này. Đó, giờ này chỉ có duy nhất một cái kho bạc nằm ở trên cái khu đô thị này thôi, còn lại là người ta họ đang che chắn lại hết rồi, rào lại hết. Ở chỗ này là một cái vòng xoay trung tâm này. Cái vòng xoay này mai mốt cái con đường bên tay phải vậy sẽ là con đường chính. Đây,
Con đường này là con đường chính này, quý vị có thể thấy được bên kia là cái hàng cây xanh không? Đó. Mai mốt con đường này sẽ đi thẳng đó, theo hướng này là sẽ ra giao lại với con đường Lê Hồng Phong. Đó, sẽ có những con đường kết nối ra với con đường Lê Hồng Phong quý vị. Đó. Còn hướng bên này, sẽ có là con đường kết nối qua khu Bình Tân. Đó, hiện tại bây giờ cái khu Bình Tân với cái khu trung tâm của thành phố này là nó tách biệt nhau, nó không có liên kết với nhau. Thì chỉ có cái khu đô thị này mà nó hoạt động và các con đường nó được mở, thì giữa khu Bình Tân và trung tâm thành phố cũng như là các cái hướng phía nam là sẽ liên kết với nhau rất là đẹp. Hiện tại thì giờ khu Bình Tân là với trung tâm thành phố là nó bị cách nhau bởi cái sân bay này, cái phi trường cũ này. Con đường này con đường chính rất là rộng luôn, đường này mỗi bên phải 3 làn luôn á, là 6 làn đường. Nó di chuyển theo hướng này là trên con đường này là quý vị sẽ ra giao lại với con đường biển Trần Phú. Hướng này hướng đi ra biển. Bởi vậy những cái căn mà mai mốt mà ở khu vực đây thì là view biển luôn á. Nếu như những khu vực đây mà xây chung cư á thì là căn hộ là nó view biển luôn quý vị, rất là đẹp luôn, mát nữa. Nó ra ngay chỗ này là tâm thẳng, là ra đụng ngay giao với con đường Trần Phú ra biển. Còn bây giờ là con đường này người ta cho đi theo hướng này là để mà ra để giao lại với con đường Hòn Diệu ở khu vực đi qua Bình Tân này này. Chúng mình là quý vị là con đường Hòn Diệu á, để bên tay phải là quý vị sẽ đi vào hướng vào chợ Bình Tân, hướng vào khu Bình Tân qua con đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Đức Cảnh rồi cũng như là hướng đi qua Nguyễn Tất Thành để mà đi sân bay Cam Ranh. Còn em rẽ qua bên tay trái này là hướng đi ra lại giao lại với con đường biển Trần Phú, cũng như là hướng đi ra biển và hướng đi ra cái sân bóng Thanh Niên nữa quý vị. Dòng đoạn này là rất là nhiều những khách sạn này, như là Savia này, Lavagu, Ruby đó, nằm dọc đây. Hiện tại thì ngay vị trí sân bóng Thanh Niên là cũng đang có diễn ra cái hội chợ này, để hội chợ cùng với cái đợt festival này, những đợt festival. Hội chợ cũng khai mạc vào ngày hôm qua rồi. Bây giờ ban ngày thì có thể đi vào hội chợ để mà mua đồ. Còn ban đêm thì đi hội chợ rồi có thể mua, có thể xem ca nhạc rồi luôn. Nhưng mà hội chợ vào ban đêm thì phải mua vé nha mọi người. Ban ngày thì không có tốn vé, nhưng ban đêm là tốn vé. Do ban đêm có ca nhạc rồi. Nó có ca sĩ Long Nhật rồi nè. Rồi Lâm Trấn Khang rồi nè. Anh Duy. Thank you.
50k một vé nha quý vị. Đây là cái cổng. Giờ này quý vị đi ban ngày á, ban ngày đi mua sắm thì nó sẽ không có tốn vé, ban đêm là có ca nhạc cũng mua vé. Các bạn nhỏ ơi, siêu robot khổng lồ Transformy Bumblebee tại thiên đại thánh Tô Không đang chờ đón được giao lưu. Ở chợ này nó diễn ra từ ngày ngày 3 luôn, từ ngày 2 cho đến ngày 7 luôn quý vị, rất là dài luôn. Quý vị tha hồ mà đi mua sắm nha. Đông Nhật, Châu Khải Phong, Lâm Tấn Khang, Võ Lê My, Ti Ti, Thành Duy, đi hội chợ thì có thể gửi xe ở đây. Hội chợ giờ này nắng lắm, ít ai đi giờ này lắm, vì đa số là đi vào buổi chiều, chiều với buổi tối. Ra đây giờ này chỉ có ra biển thì nó mới gió mát thôi. Ở ngay chỗ này là cái sân khấu nè, sân khấu để buổi tối biểu diễn ca nhạc rồi. Là gọi là công viên thanh thiếu niên. Rồi thôi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem video nhé. Xin mến chào cô chú anh chị bạn ạ.